Cú xin chào mọi người nha. Thì bây giờ là ngày thứ 5 của server đặc biệt rồi. Thì hôm nay là Cú sẽ quay đập búa ma cho các bạn xem. Thì hiện tại là 12:02, là ban đêm nó vừa qua ngày mới luôn. Là Cú vào để quay cho mọi người xem thì nó khá là lắc luôn đó các bạn. Bây giờ thì Cú sẽ đổi cái gấu bông này trước. Rất là lãng luôn. Nó giống như là cái những cái server đặc biệt khác thì thường thường là các bạn cũng sẽ thức để chờ búa ma để đập á, cho nên là có rất là nhiều người đăng nhập vào khoảng 12 giờ này, cho nên nó khá là lãng luôn. Đây các bạn, thì ngày thứ 5 là chúng ta sẽ nhận được ác ma 5, nhẫn chữ B 5, 10 bùa ma thực và 99 búa ma. Quá lắc luôn. Thì hôm nay là Cú sẽ làm video về quay búa ma, còn ngày mai á, thì Cú sẽ làm video cường hóa nha các bạn. Thì hiện tại vũ khí ạc này chỉ mới cộng 10 thôi, không biết ngày mai 999 đá thì nó có lên được bậc nào hay không nữa. Thì hiện tại ạc này là Cú chỉ nạp vào 100.000 thôi, và để đó và điểm danh, chứ không có làm bất kỳ event nào nha mọi người. Bây giờ thì đập trước một búa. Mười búa đầu tiên thì rác không các bạn ơi. Mười búa tiếp theo thì cũng tương tự, không có gì là đặc biệt cả. Bây giờ thì mình sẽ đeo một bộ nhẫn 5 cho các bạn xem, nhìn nó sẽ chắc hơn. Đây các bạn, nhìn level 10 mà mang 4 chiếc cộng 5 này nhìn cũng khá là xinh nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Mười búa kế tiếp thì cũng không có gì hết. Sáu mươi búa rồi các bạn, mà hầu như là không có vật phẩm nào là có giá trị cả. Tiếp tục là 70 búa, 80 búa thì toàn là rác thôi các bạn, khá là xui luôn. Ạc này khá là đen luôn các bạn. Thì Cú đã đập xong 102 búa ma, nhưng mà hầu như là không thấy vật phẩm nào là có giá trị cả, khá là đen. Bắt đầu đến đến giờ thời điểm này thì mọi người online rất là nhiều để nhận búa ma, cho nên nó khá là
lãng hơn khi nãy luôn các bạn. Khi nãy thì coupon vào khoảng 11:55 cho nên là nó còn vào được. Hiện tại thì hình như là mọi người không có vào được nữa, nó chỉ xoay liên tục thôi. Bây giờ thì Cú sẽ qua thứ hai và đập tiếp cho các bạn xem. Đây, nếu ai mà vào thời điểm này là nó sẽ bị như thế này, thì các bạn phải đợi nó xoay rất là lâu luôn, khoảng 1-2 phút gì đó thì nó mới cho các bạn vào. Bây giờ thì Cú đã vào được rồi nhé. Bây giờ là bắt đầu chúng ta sẽ nhận búa ma và đập thử ạc này xem có cái gì hot không. Bây giờ thì mình sẽ cường hóa thử. Hình như là lên cộng 10 luôn đấy các bạn. Mà để mình xem nó cường hóa kiểu này khá là hồi hộp luôn, nó xoay khá là lâu. À, một phát đầu tiên chúng ta lên cộng 10 luôn nha các bạn. Thì để cứ thử thêm vài phát nữa xem sao. Wow, thế này mà chúng ta có khoảng chừng 2-3 ca đá thì chắc đập tới sáng luôn vẫn chưa hết quá. Xoay liên tục. Thì ạc này là Cú chỉ nạp 20k thôi. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào đập búa thôi. Cú sẽ đập những cái búa lẻ trước. Gần 1 giờ sáng nhưng mà bài viết của Cú về rủ mọi người đập búa ma thì khá là nhiều bạn còn thức để bình luận luôn. Chắc là mọi người cũng hóng như Cú thôi. Chín búa đầu tiên thì hầu như không có gì là đặc biệt cả các bạn, cũng vẫn chỉ là rác thôi, không thấy cái gì có giá trị cả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cường hóa tiếp vài phát và sẽ ra đập nốt. Nó vẫn cứ xoay đều. Nó không không cộng lực chiến cho chúng ta là tức là đã thất bại rồi đó các bạn. Thì sau hôm nay là ngày mai chúng ta sẽ nhận được 999 lương thực, 999 khí hồn và 999 đá cường hóa. Thì ngày mai Cú sẽ quay cho các bạn xem về cường hóa vũ khí. Thì hai ạc này của Cú đều đang cộng 10 cả. Thì không biết ngày mai là nhận 999 đá thì nó có qua được ngưỡng 12 hay không. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục với búa ma thôi. 10 búa đầu tiên thì cũng vẫn chỉ là rác thôi các bạn, khá là đen nha. 10 búa tiếp theo thì cũng như vậy thôi, chỉ được có 30 thực là thấy được thôi. 10 búa tiếp theo này thì chúng ta được một chiếc nhẫn thường cộng 3 kèm với một cái cánh ác ma 30 ngày nha các bạn, cũng khá là ok. 10 búa này tiếp tục là rác thôi. Vẫn tiếp tục là rác luôn. Ở 10 búa này thì chúng ta được 100 lương thực, cũng khá là ổn. Tiếp tục là rác.
vẫn tiếp tục là rác thôi mọi người, không có vật phẩm nào giá trị cả. 200 búa ma của cú vừa đập ra thì chỉ được có một cái cánh 30 ngày và 100 lương thực thì có giá trị thôi. Bây giờ thì cú sẽ đập nốt 36 viên đá này. Thì sau khi đập xong thì cú sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của cú, và mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Thì ngày mai là mình sẽ làm video cường hóa cho các bạn xem. Xin chào tất cả các bạn nhé.